Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với Mushroom War nhá, Vương quốc nấm. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Thì mình đang xem quảng cáo để cộng thêm tiền đấy anh em ạ. Game gì đây? Game này cũng là game thủ thành à? Tôi nhìn qua thì cũng thấy là khá là giống game thủ thành, và đúng thật nó là game thủ thành thật đấy anh em ạ. Ui nó đánh cho như thế này thì các bạn ơi làm sao có chịu được. Wow, thủ thành original, wow khá hay nha. Tắt cái này đi luôn. Và chúng ta cộng thêm khoảng 374 bên này nữa. Auto Hero, mình định tải game này về chơi anh em ạ. Game này cũng rất là hay. Phải nói game này cũng rất là hay ho luôn. Ui. Bắn như thế này thì ui. Auto Hero, Auto Sorting. Wow. Bá đẹo, thật sự là bá đẹo. Game hay vãi nồi. Nhìn giống kiểu con cha anh em ạ. Và sau khi chúng ta lấy được tất cả rồi thì chúng ta đã xong nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái Captain. Mình đang vẫn ở chế độ Deathman. Không phải Deathmatch mà Deathman nha anh em. What the fuck? Chưa phải mua. Game này phải mua anh em ạ. Buy now, thế sao phải mua nhỉ? Thế này. Oh, what the hell? Nó không cho mình chơi nữa thì mình chơi kiểu gì? Nó chỉ cho chơi đến cái màn này thế à? Game mẹ ngáo rồi. Hay nó yêu cầu sao ra? Nó yêu cầu sao rồi? Theo mình đoán nó sẽ yêu cầu nếu mà đủ sao thì nó mới sẽ được 3S1 vào cái full story. Nó không cho chơi full story rồi anh em ạ. Thế thì đánh nhau. Thế thì chơi multi đơn giản. Đơn giản. Mình sẽ upgrade cái team của chúng ta lên thôi là xong. Upgrade cái này lên thôi là xong. Ôi còn không đủ tiền. Ok, đấu online luôn. Game online mà anh em, nên đấu online thấy nó hợp lý hơn. Không đánh kia nữa thì đánh online. Hình như là cái này có cái phiên bản mod thì phải. Wow, cái gì đây? Ác quỷ à? Má ơi, con gì đây? Con tộc người gì này anh em ơi? Tộc người Conquest. Ok. Chúng ta sẽ nhanh chóng để chiếm những cái chỗ này phát đã anh em ạ. Tôi sẽ dồn quân đang đây, để chiếm cái này. Chúng ta chiếm hết những cái nhà này luôn anh em nhé. Tôi đang cố để gọi là chiếm hết tất cả những cái nhà như thế này. Thế xong rồi nó phát triển lên đấy anh em. Xong để phát triển vương quốc lên đấy. Chắc chắn là như vậy rồi. Không ai là muốn nó sẽ mãi mãi ở một nơi như thế này cả. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Ok, chúng ta đang cố gắng là phát triển tất cả các vương quốc cùng phát triển. Không được rồi. Bị tấn công quá mạnh rồi anh em ơi, tôi tấn công quá mạnh bên này rồi. Nhưng mình vẫn chiếm được anh em ạ. Ok, quá là ok luôn. Quá là ok con TT luôn anh em. Tất cả cái này thì đang cần phát triển lên. Rồi, chúng ta sẽ đánh chiếm những cái vương quốc nho nhỏ ở bên này. Theo mình đoán là mình sẽ đánh chiếm những cái vương quốc ở bên này trước. Nâng cấp lên anh em. Nó tự cung tự cấp, nói chung là tự cung tự cấp nha. What the fuck ơi, chết rồi. Thật sự rồi anh em ơi. Đưa quân từ khắp các nơi lên. Chiếm luôn cái này. Chúng ta chiếm luôn cái này. Nha, ok. Rồi, chúng ta biết là mình sẽ chiếm cái nào đây anh em ạ. Chúng ta biết là ta sẽ chiếm cái nào đấy. Đưa quân từ đây sang.
Energy Full. Đây mình sẽ thủ ở đây. Rồi anh em ơi, chúng ta đang có rất nhiều quân, rất nhiều cái vương quốc khác nhau. Chúng ta dồn quân lên đây thôi. Đơn giản thôi anh em. Nhỉ. Bây giờ mình sẽ chiếm cái này, chiếm cái nhà này trước, chiếm cái nhà này trước. Ok chưa? Chúng ta sẽ phát triển cái này lên. Chúng ta sẽ phát triển cái vương quốc của chúng ta lên. Help me à? Thích thì bắn thôi anh em, thích thì chiến thôi, thích thì chiến thôi. Chúng ta sẽ chiếm từ bên này sang luôn. Chúng ta nhả cái nhà đấy cho nó mà anh em. Chúng ta nhả cái đấy cho nó mà. Chúng ta sẽ nhả cái đấy cho nó mà. Chúng ta nhả hẳn cái đấy cho nó luôn. Thích thì chiến thôi anh em. Thích thì chiến thôi, thích thì chiến thôi. Nhờ. Yeah. Thủ luôn. Rồi. Chuyến này anh em ơi, chúng ta đang dồn quân ở đây để đánh một trận rất mạnh ở bên này luôn. Sỏi, sỏi bạn ơi. Bây giờ đánh hơi khó nhá, để cảm giác đánh hơi khó nhằn nha. Đấy, ok. Khó thế nhở. Chúng ta đánh thẳng quân lên đây à? Ôi mình ấn nhầm rồi, mình ấn nhầm quân rồi anh em ơi. Chúng ta ấn nhầm rồi. Chúng ta đánh từ trên này xuống dưới anh em ạ. Chết thật sự luôn. Chúng ta dồn hết quân ở bên này. Đã thế ta đánh phủ đầu với mày luôn nhá. Xem chúng mày có chịu được không? Xem chúng mày có chịu được không? Xem chúng mày có chịu được không nhá. Xem chúng mày có chịu được không nhé. Thật sự luôn. Bắt đầu là di chuyển quân đoàn đi đánh nhau anh em nhá. Mà mấy cái thằng rách này, rách với va vẩn này. Vào đây nào, xem nào. Xem lực của chúng mày khỏe đến cái mức thế không nhá. Mấy thằng rách thật sự luôn anh em ạ. Mấy thằng này rách lắm. Dồn quân anh em ơi, dồn quân. Đố đánh được luôn đấy. Bây giờ đố đánh được chúng tôi luôn đấy. Ok. Dồn hết toa quân đây. Dồn hết toa quân xuống này. Trụ được không cưng? Trụ được không? Trụ được không em? Xong từ đây ta tỏa hết đi anh em ạ. Tỏa hết đi tất cả các hướng để đánh nhau luôn. Thắng rồi. Thế thôi, có thế thôi. Tổng lực anh em ạ. Lại mang quân đi đánh nhau tiếp. Đỡ thế quá nào được. Với cái chiến thuật đỉnh của Chop này. Yes. Victory. Phê thật. Mình không xoắn anh em ạ. Thật sự tôi không xoắn lắm. Tôi có được thêm hòm đây. Crystal Menu. Phê lắm anh em ạ. Đánh sướng lắm. Đánh cái game này thật sự là campaign mission unlock đây. Oh, sau khi đánh đủ xong trận là chúng ta sẽ có phần campaign mình có thể unlock được này. Tất cả là trong đầu tôi rồi. Ok, ta lại unlock thêm được một cái cửa nữa này. Chết anh em. Chúng ta chơi kiểu xây dựng là xây dựng. Chơi và để xây dựng các cái thành trì đấy nó khỏe hơn ấy. Xong rồi bắt đầu mang đi cái nồi đi. Go, let's go. Chúng ta sẽ chiếm từng cái một anh em ạ. Chúng ta sẽ chiếm từng cái một nha. Xong rồi phát triển cái vương quốc lên đã. Xong rồi tính sau. Rồi ok anh em ơi. Chúng ta cố gắng chiếm được càng nhiều càng tốt anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ phát triển tất cả mấy cái này luôn nhá. Xong rồi từ cái này ra lại tiếp tục tiến xuống thôi. Ui, hình như là mình hơi ấy sao anh em ạ. 20 cái này chưa xây dựng được.
Rồi ok. Nói chung là nó cũng SOS cái gì đấy. Nó thông báo là SOS cái gì đó, mình không biết được nó là cái gì. Fuck you. Ôi chết rồi, 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 chết rồi anh em ơi. Nó tấn công thẳng vào nhà rồi anh em ạ. Về 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 bảo vệ thành, bảo vệ thành kỳ trì. Bảo vệ thành trì anh em ơi. SOS kìa. SOS kìa, SOS, SOS. SOS kìa. Quái lều. À thì ra là cái thành này nó sẽ báo anh em ạ, nó sẽ báo lại cho chúng ta. Nó sẽ báo lại cho chúng ta. Rồi, ok, chúng ta đang đưa quân lên đây. Nó đang đưa quân lên đây, rất khỏe luôn. Rồi, chúng ta sẽ phát triển những cái vương quốc này đã. Nó kinh quá anh em ạ, đánh hay quá. Phải nói đánh rất hay luôn. Tôi đang cố gắng phát triển hết cái vương quốc này đã trước khi là dồn một đội thật mạnh để đi đánh nhau. Nó cũng đang phát triển kìa anh em. Xem thằng nào phát triển mạnh hơn thôi nhá. Bây giờ đưa hết mấy cái quân này xuống dưới này để phát triển nhà cửa của mấy cái này luôn. Ok anh em ơi, đang phát triển là thần tốc luôn đấy. Nhà nào cũng đang phát triển hết mức rồi đấy. Ok bạn ơi, xây dựng xây dựng xây dựng xây dựng lên. Nhà chính sẽ đưa quân về trước 20 này. Rồi ok. Lần này tôi sẽ mang rất là nhiều quân đi đây anh em ạ. Theo như mình thấy là mình sẽ mang rất nhiều quân đi. Chúng ta vẫn đang phát triển anh em ơi. Nhà cửa thì vẫn đang phát triển đến mức độ cao nhất thôi. Tất cả đều cao nhất rồi đúng không? Bây giờ dồn quân đánh thẳng thôi anh em ơi. Hành quân do mặt trận. Trung tấn quân. Trời ơi. Cái nồi gì đấy? Cái nồi gì đấy? Nó là cái gì đấy anh em, tôi không biết là nó sẽ lấy chúng ta khá khá quân thì phải. Thôi tôi cảm giác, ôi rồi tất cả cái này đi lấy hết rồi. Bây giờ đánh vào đâu, bây giờ đánh vào đâu anh em. Ôi chết rồi, bây giờ mấy cái này là lại phải xây dựng lại từ đầu anh em ạ. Mấy cái này là phải xây dựng lại hết từ đầu này. Vai lồng lâu thật sự luôn, vãi lều luôn ạ. Xây lại hết từ đầu luôn. Chỗ này đang cố gắng xây lại. Cái này không có tí quân nào nên không thể xây được anh em ạ. Rồi, mấy cái này thì cứ để nó tự tung, tự cung tự cấp thôi. Vãi lều. Đưa quân sang. Cái này đang rất là ổn anh em ạ, rất là ổn luôn. Tôi lại phải xây lại ấy. Lực không có. Tôi cứ bị sao nhỉ? Tôi cứ bị kiểu bị trừ cái gì nhỉ? Thế mình nhỏ chứ. Đưa một ít quân lên đây à? Hơi căng đấy nhỉ? Thủ anh em ơi, lại đưa quân về thủ rồi. Bắt buộc phải thế rồi anh em ạ, không cách nào khác. Đánh thẳng nhà chính luôn, đánh thẳng nhà chính luôn anh em, đánh thẳng nhà chính luôn, xong từ đấy mà chiếm các cái nhà phụ của nó ấy. Chết thật sự luôn. Bây giờ đưa quân SOS này, thấy chưa? Đánh nhau má, đánh nhau suốt ngày đêm này. Khó chịu thật sự luôn anh em ạ. Lồng. Mấy cái nhà này đang dồn quân anh em ơi. Tôi dồn hết quân đây xong đánh nhau một phát cho nó thắng luôn đi. Vai lều luôn. Chết thật sự rồi này. Trời này lâu quá. Để tập sau ra tiếp tục chơi cái này nha. Rồi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em. Bye bye. Tôi đang dồn hết quân lên để đánh nhau một trận sống mái, một trận sống còn này. Ok, đang tiêu diệt hết những cái tàn quân cuối cùng của nó còn lại đây.
Ok, chúng ta đang dồn để tiêu diệt quân còn lại của nó anh em ạ. Rồi ok, xong rồi từ đây xuống để tiêu diệt hết cái đống quân này còn lại. Không cần phải để tập sau, tôi giết hết bọn này luôn này. SOS. SOS vào đây nào anh em ơi, tiêu diệt hết bọn này anh em ơi. Đúng rồi. Đưa quân ra đây. Đưa quân sang đây. Nó còn đâu, bọn nó còn quân đâu. Hết quân rồi anh em ơi. Đánh một trận cuối cùng. Thế thôi. Rồi ok, đánh một trận cuối cùng nào. Tấn công, tăng cường tốc độ lên. Hành quân tốc độ hơn, nhanh hơn. Đúng rồi, yeah. Và rồi, chúng ta chiến thắng và chúng ta skill mình nhé. Xin chào anh em, bye bye.